Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp đang tồn tại ngay trên khu vực Bắc Bộ. Vì vậy sang tới ngày hôm nay, trời vẫn còn nắng nhưng nền nhiệt ở miền Bắc sẽ giảm nhẹ xuống dưới mức 35 độ, chấm dứt tình trạng nắng nóng. Đến trưa và tối nay, miền Bắc lại có mưa dông diện rộng trở lại. Trong đó khu vực các tỉnh như Lai Châu hay là Điện Biên sẽ có mưa to với lượng từ 20-40mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 22-25 độ Vĩ Bắc đang hạ trục dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động dần, nên đợt mưa này sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 7. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 50-80mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Còn với miền Trung, hôm nay nắng nóng đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp và dự báo với sự duy trì của cả vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn thì nắng nóng sẽ trải dài suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên. Trong đó các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi là vùng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37-38 độ. Thậm chí ở Quảng Ngãi nhiệt độ còn ở mức cao xấp xỉ 39-40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng xảy ra nắng nóng, nhưng nhiệt độ chỉ từ 35-37 độ. Giữa các tỉnh Nam Trung Bộ, từ Khánh Hòa tới Bình Thuận, không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ ở ngưỡng từ 34-35 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 30-60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Trong đó các tỉnh như Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh là những nơi có mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ hôm nay ở miền Tây Nam Bộ thấp chỉ trong khoảng từ 30-31 độ, còn tại miền Đông là từ 32-33 độ. Trong khi đó ở Tây Nguyên, nhiệt độ chỉ từ 28-30 độ. Trên biển, qua quan sát trên các mô hình dự báo xa, trong những ngày đầu tháng 8, trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới. Theo mô hình cập nhật mới nhất trong đêm qua của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, trên dải hội tụ nhiệt đới này có thể sẽ hình thành 1 đến 2 cơn bão, trong đó có một xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Cụ thể là theo trung tâm này, áp thấp sẽ hình thành trong ngày 3 tháng 8 tại khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 350 km. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão và sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Nếu những dự báo trên đây là đúng thì đấy sẽ là cơn bão thứ tư của năm 2021 và hướng di chuyển khá giống với bão số 3 vừa tan xong. Tuy nhiên trên đây mới chỉ là những dự báo xa, mô hình sẽ còn thay đổi trong những ngày tới, vì vậy vẫn cần thêm thời gian để theo dõi thêm. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, 29 tháng 7 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Tây Nguyên. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.